sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với môn lịch sử và địa lý lớp 5. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau sang tìm hiểu bài số 6 về Vương quốc Phù Nam. Ở bài số 6 Vương quốc Phù Nam thì đầu tiên chúng ta đi vào phần khởi động. Trong phần khởi động, công việc của chúng ta là trả lời câu hỏi trong trang số 29. Hình 1 là một trong những hiện vật tiêu biểu của Vương quốc Phù Nam. Hãy chia sẻ những điều em biết về vương quốc này. Chúng ta quan sát hình 1 ở đây là bình gốm Nhân Thành ở Cần Thơ. Vậy thì thông qua hình số 1 thì các bạn có thể cho cô biết Vương quốc Phù Nam có những đặc điểm gì? À, chúng ta có thể thấy rằng Vương quốc Phù Nam ra đời khoảng thế kỷ thứ 1 trên cơ sở của nền văn hóa Ốc Eo và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực Nam Bộ của Việt Nam hiện nay. Trong các thế kỷ 3 đến thế kỷ thứ 5, Phù Nam trở thành đế chế hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Từ thế kỷ thứ 11, Phù Nam suy yếu và đến thế kỷ thứ 7, Phù Nam bị Chân Lạp thôn tính. Tiếp theo, để tìm hiểu rõ hơn về nền văn hóa của Vương quốc Phù Nam cũng như là những cơ sở đặc điểm nổi bật của vương quốc đó thì chúng ta cùng nhau sang phần khám phá. Ở phần khám phá, chúng ta đi trả lời câu hỏi, đọc thông tin và quan sát các hình 2, 3, em hãy cho biết thời gian và địa điểm thành lập Vương quốc Phù Nam, kể lại truyền thuyết về Hỗn Điền, Liễu Diệp. Chúng ta thấy là hình 2 là dấu tích kiến trúc của ở di tích Gò Cây Thị ở An Giang và hình 3 là dấu tích cọc gỗ nhà sàn của cư dân Phù Nam ở di tích Nền Chùa ở Kiên Giang. Vậy thì thông qua hình số 2 và hình số 3, các bạn có thể cho cô biết thời gian và địa điểm thành lập Vương quốc Phù Nam không nhỉ? Đối với Vương quốc Phù Nam thì thời gian ra đời là vào khoảng thế kỷ thứ 1. Địa điểm ra đời của Vương quốc Phù Nam là tại khu vực Phù Nam Bộ, nằm ở hạ lưu sông Mekong, địa bàn cư trú của cư dân Phù Nam chủ yếu thuộc khu vực Nam Bộ Việt Nam hiện nay. Và chúng ta có thể đi tìm hiểu về truyền thuyết về Hỗn Điền Liễu Hiệp. Liễu Diệp là nữ vương của Phù Nam. Phía nam nước này có một vương quốc đặt dưới sự cai quản của Hỗn Điền. Hỗn Điền được báo mộng sẽ trở thành vua của Phù Nam và được ban cho một cây cung. Hỗn Điền đem quân đi đánh, Liễu Diệp mang quân chặn đánh nhưng không thành, đành phải xin hàng. Sau đó hai người nên duyên vợ chồng và cùng nhau cai quản Phù Nam. Và hình số 3 thì chúng ta có thể thấy là đây là dấu tích cọc gỗ nhà sàn của cư dân Phù Nam ở di tích Nền Chùa, Kiên Giang. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về câu hỏi ở trang số 30. Đọc thông tin và quan sát các hình từ 4 đến 7. Em hãy kể tên và mô tả một số hiện vật khảo cổ học của Vương quốc Phù Nam. Chúng ta có thể thấy là hình số 4 là đồng tiền kim loại thời Vương quốc Phù Nam được phát hiện ở tỉnh An Giang. Hình số 5 là nồi và cà ràng được phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình số 6 là khuyên tai bằng vàng của cư dân Phù Nam được phát hiện ở An Giang. Và hình số 7 là tượng Phật Bình Hòa ở Long An. Vậy thì thông qua 4 hình này chúng ta có thể thấy là hiện vật khảo cổ của Vương quốc Phù Nam rất là đa dạng. Vậy thì để đi tìm hiểu từng cái và đặc điểm của từng hiện vật cụ thể, chúng ta có thể kết luận một câu rằng một số hiện vật khảo cổ của Vương quốc Phù Nam như là đồng tiền kim loại, nồi và cà ràng, khuyên tai bằng vàng, tượng Phật Bình Hòa. Trong đó thì đồng tiền kim loại thời Vương quốc Phù Nam được phát hiện ở tỉnh An Giang, chủ yếu thì được làm bằng chất liệu bạc và với kiểu dáng tròn, có kích thước từ 1 đến 3cm, có xuất xứ bản địa, được cư dân Phù Nam dùng để trao đổi buôn bán trong nước và với thương nhân nước ngoài. Ngoài ra thì sự xuất hiện và sử dụng tiền trong trao đổi chứng tỏ Vương quốc Phù Nam có một nền kinh tế hàng hóa rất là phát triển, đúng không nào? Từ Vương quốc Phù Nam mà đồng tiền kim loại đã được sử dụng hay là dòng tiền tệ được lưu thông thì chúng ta thấy là một nền kinh tế phải phát triển lắm thì mới được lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền tệ.
Ngoài đồng tiền kim loại ra thì chúng ta còn biết tới bếp cà ràng hay là bếp đun được phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Loại bếp này thì được làm bằng đất nung và có thành che gió, đáy thì giữ cho, đun bằng củi hoặc than, thuận tiện sử dụng ở nhà sàn hoặc trên thuyền và ghe. Ngày nay thì cà ràng vẫn được người dân vùng Tây Nam Bộ sử dụng khá là phổ biến. Chúng ta thấy là thiết kế rất là độc đáo đúng không nào? Những cái lỗ này là lỗ thông hơi để đẩy hơi lên, đốt cháy than này hoặc chấu hoặc củi ở trên lỗ phần bên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hình số 6 là khuyên tai bằng vàng của cư dân Phù Nam được phát hiện ở tỉnh An Giang. Được làm từ chất liệu chính là vàng, ghép từ hai nửa của nhiều kiểu dáng, kích thước và trang trí tinh xảo, thể hiện kỹ thuật kim hoàn cao. Đây là một trong những đồ trang sức phổ biến nhất của thời Vương quốc Phù Nam và được sử dụng bởi cả nam và nữ. Và cuối cùng là hình 7, tượng Phật Bình Hòa ở Long An. Thì tượng Phật Bình Hòa được làm bằng gỗ, bằng lăng, tạo hình Đức Phật đứng trên tòa sen với mái tóc xoăn. Thân tượng Phật thì mặc áo choàng phủ vai trái, hai tay để ngang ngực. Tượng Phật Bình Hòa thể hiện kỹ thuật điêu khắc tinh xảo của người Phù Nam với đường nét mềm mại, uyển chuyển, thể hiện sự thanh tao, thoát tục của Đức Phật. Đây cũng là tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật tạo tượng của cư dân Phù Nam. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở Vương quốc Phù Nam thì nền kinh tế phát triển để cho dòng tiền tệ được lưu thông cũng như là nghệ thuật điêu khắc cũng khá là phát triển, khá là tinh xảo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Ở phần luyện tập thì chúng ta cùng nhau đi giải quyết câu hỏi trang số 31 trình bày sự thành lập Vương quốc Phù Nam. Vậy thì thông qua phần khởi động và phần khám phá, chúng ta có thể thấy rằng Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 1 gắn với truyền thuyết của Hỗn Điền và Liễu Diệp cùng với một số bằng chứng khảo cổ học khác. Địa bàn cư trú của cư dân Phù Nam chủ yếu là Nam Bộ Việt Nam hiện nay. Những di tích và hiện vật khảo cổ học tìm thấy ở vùng Nam Bộ cũng chính là bằng chứng quan trọng góp phần làm sáng tỏ hơn lịch sử ra đời và phát triển của Vương quốc Phù Nam. Tiếp theo ở bài tập số 2 thì sẽ giúp chúng ta nhớ sâu hơn về những hiện vật khảo cổ của Vương quốc Phù Nam thuộc lĩnh vực vật chất và lĩnh vực đời sống tinh thần. Vậy những hiện vật đó là gì? Thì chúng ta có thể quan sát như sau. Cơ có đối với đời sống vật chất thì hiện vật như là xương động vật và dụng cụ, nhà sàn, thuyền bè và bếp cà ràng. Còn đối với đời sống tinh thần như là tượng thần Vishnu, nhẫn vàng có hình bò Nanji, bia đá Phù Nam có khắc chữ Sanskrit, hoa tai, vòng cổ và vòng tay, hay là dấu tích đèn thần mặt trời ở Gò Cây Thị, An Giang. Và chúng ta thấy là với thời điểm hiện tại, hay là từ khi mà nền văn hóa của Vương quốc Phù Nam xuất hiện đến ngày nay thì những cái hiện vật này vẫn mang lại đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần cho người dân vùng Nam Bộ nói riêng hay người dân Việt Nam nói chung. Và như vậy, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về Vương quốc Phù Nam và chúng ta thấy rằng ở Vương quốc Phù Nam là một vương quốc rất là phát triển đúng không nào? Nhưng với sự phát triển đó thì nó kèm theo là một số những khảo cổ hiện vật được ra đời. Và chúng ta có thể ghi nhớ sâu hơn bằng cách là đọc lại kiến thức bài ngày hôm nay cũng như học thuộc bài mà cô đã dạy. Và phần bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.